Kính thưa quý vị, và các video đưa lên các trang mạng xã hội cho thấy khói đen bốc lên từ quảng trường Shadala ở Al-Zabiri. Các nhà tranh đấu ở Syria cho biết các vụ tấn công bằng xe bom đã diễn ra gần một câu lạc bộ sĩ quan, làm ít nhất 40 người thiệt mạng và trên 90 người bị thương. Các vụ nổ diễn ra cách nhau chỉ có vài phút. Vụ nổ thứ 5 đã diễn ra tại quảng trường Shadala Al-Zabiri vài trăm thước. Dân quân tuyên bố mở cuộc tấn công lớn ở thành phố Aleppo có 2.5 triệu dân từ ngày thứ 5.